Sáng nay, triển lãm quốc tế điện tử và thiết bị thông minh Việt Nam 2024 đã được khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ tư liên tiếp triển lãm được tổ chức tại Việt Nam với quy mô không ngừng gia tăng về chất lượng, mẫu mã sản phẩm và các hình thức trải nghiệm theo phong cách mới. Năm nay, triển lãm quốc tế điện tử và thiết bị thông minh có sự tham gia của 600 doanh nghiệp với 800 gian hàng trưng bày trên diện tích 20.000 m². Theo thống kê của ban tổ chức, quy mô mỗi kỳ triển lãm tăng đều 45% về số lượng doanh nghiệp tham gia. Số lượng khách tham quan sự kiện năm 2022 là hơn 10.000 lượt khách. Năm 2023 thu hút gần 13.000 lượt khách. Dự kiến số lượng khách tham quan trong 3 ngày tổ chức năm nay sẽ tiếp tục tăng mạnh. Và không ít trong số đó là những nhà mua hàng quốc tế. Tại đây, nhiều sản phẩm điện tử, thiết bị thông minh AI đã được giới thiệu đến người tiêu dùng. Trong đó phổ biến là sản phẩm gia dụng phục vụ cho cuộc sống hiện đại ngày nay. Công nghệ thực tế ảo trong lĩnh vực triển lãm cũng được trình làng tại sự kiện. Với công nghệ này, các sự kiện có thể tiếp cận với nhiều người tiêu dùng trên thế giới mà không cần phải đến tham quan trực tiếp. Trong khuôn khổ triển lãm còn có các hội thảo chuyên ngành và không gian để các doanh nghiệp tham gia kết nối B2B nhằm tìm kiếm cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn lớn.